Vinh, chú Vinh, cháu muốn trở thành streamer. Cháu muốn stream tựa game hot nhất bây giờ, cái game Valorant ý. Cháu muốn livestream mượt mà không bị giật lag, nhưng mà cháu chỉ có 13 triệu thôi, chú có làm được không? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và như thường lệ, mình là Vinh Tokuda, phóng viên sàn sàn tại Hà Nội Computer. Và mình đã quay trở lại. Thì với yêu cầu vừa rồi của vị khách ban nãy, thì với số tiền như vậy, thì liệu chúng ta có thể build được một bộ máy vừa chơi game Valorant, là một trong những tựa game hot nhất ở thời điểm hiện tại, và song song với đó là vừa live stream game mà không sợ bị giật lag hay là không? Thì câu trả lời là có. Bây giờ hãy cùng đến bộ máy ra nào. Đầu tiên thì bộ máy này đang được trang bị mainframe H410MD đến từ Asus. Và đây sẽ là lựa chọn sáng giá cho bộ máy. Thì Asus cũng là một trong những hãng sản xuất phần cứng PC lớn nhất trên thế giới và được rất nhiều người dùng lựa chọn vì độ tin cậy khi mà vận hành. Để chơi Valorant thì i3-10100 sẽ là một option ổn nhất và giá tiền lại vô cùng hợp lý. Với 4x8 luồng đi kèm với đó là mức xung đơn nhân vô cùng cao. Đây sẽ là sản phẩm lý tưởng cho các game thủ eSports, bởi nói về tương thích với game thì hiện tại Intel vẫn đang nắm lợi thế hơn so với AMD một chút. Và nói về sức mạnh hiệu năng thì i3-10100 hiện tại đang có sức mạnh tương đương và ngang ngửa so với i7-7700 được ra mắt cách đây một vài năm. Và thật là tuyệt vời khi mà thời điểm hiện tại Intel đã đưa cái hiệu năng tuyệt vời này nó chỉ xuống ở một phân khúc phổ thông. Tiếp theo, phần không thể thiếu trong một bộ PC gaming thì đó là card đồ họa. Valorant 016 được trang bị card đồ họa GTX 1660 Super là card đồ họa phù hợp nhất dành cho tựa game Valorant. Hiệu năng của chiếc card này thì nó ngang bằng với 1660 Ti, trong khi mức giá để sở hữu lại rẻ hơn rất là nhiều. Và khi kết hợp 1660 Super kèm theo i3-10100 thì anh em có thể tự tin kéo max setting game Valorant và không lo đến cái hiện tượng giật lag cũng như là mất cái lợi thế về game khi mà đang chơi. Và để cung cấp nguồn năng lượng cho cả bộ máy thì đó chính là bộ nguồn SimaTech X-Power2 500 nổi tiếng với công suất thực là 450W, đạt tiêu chuẩn 80+W và đảm bảo cung cấp được dòng điện ổn định, đem tới trải nghiệm mượt mà nhất cho anh em game thủ. Tiếp theo thì là RAM Kingston HyperX Fury Black 8GB bus 2666MHz thì nó là đủ rộng rãi cho anh em để trải nghiệm game cũng như làm các công vụ khác trong quá trình tìm trận như là lướt Twitter hay là Facebook. Cuối cùng là bộ vỏ kết Vista Glitter Fox X1 Pro với mặt bên trong suốt và được làm bằng kính, nó tôn lên vẻ đẹp cho dàn linh kiện bên trong, góc gaming cũng sẽ thể hiện được nét riêng trong cá tính của bạn mà vẫn đảm bảo được sự an toàn trước các tác nhân vật lý cho toàn bộ hệ thống. Với tựa game Valorant thì mình đang để ở cấu hình max setting 1920x1080 tức Full HD, và kết quả như các bạn đang thấy thì game cực kỳ mượt mà và FPS dao động từ khoảng 150 cho đến 162 FPS. Với livestream Full HD 30 FPS, bitrate là 6000, thiết lập encode chế độ GPU ưu tiên quality và đang để setting game là medium thì kết quả cho ra dao động cũng từ 150 cho đến 160 FPS. Với kết quả test hiệu năng như vậy thì Valorant 016 hoàn toàn có thể đáp ứng cho anh em nhu cầu chơi game mượt mà cũng như là livestream game thoải mái, không lo bị ảnh hưởng khi mà đang try hard game. Và bật mí cho anh em thì ngay trong tháng này, khi mà anh em múc bộ PC Valorant 016, anh em sẽ được tặng thêm một gói ưu đãi vô cùng đặc biệt đến từ Hà Nội Computer. Đầu tiên thì một bộ gaming gear trị giá 1.599.000, bao gồm một bàn phím cơ Dareal EK169, một con chuột Logitech 102, một con chuột quốc dân của anh em chơi game FPS, một bàn di chuột Dareal và kèm theo đó là một tai nghe JD ZH12S. Và anh em sẽ được tặng thêm một gói vệ sinh bảo dưỡng trọn đời sản phẩm đến từ Hà Nội Computer. Còn chần chờ gì nữa, hãy đến ngay Hà Nội Computer và make em máy này về thôi các bạn ơi. Và cũng đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình, cũng như đừng quên bấm subscribe hình cái chuông ở phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số video tiếp theo.